Tới một chuyện vậy Long. Làm nãy giờ nó quất nó quất cái đầu với cái mỏ luôn à. Đầu giờ mà nghi biết quá. Xong rồi bây giờ mình phải lật tới cái đùi. Chứ không phải mình ăn từ trên xuống à. Xong rồi cái lật dứt cái bộ đầu lòng cái nữa. Y như bữa mà em ăn luôn đó. Mọi người đừng con là mình đâu có giành lộn đâu. Mình sẽ giới thiệu anh em một loại trái chanh Dubai. Ăn chua hú rồi mày. Để anh Long ăn thử cái này đi. Ăn bỏ vô. Bữa hỏi hồi bữa không? Này để hỏi ăn quất luôn, quất luôn, quất luôn. Giờ bỏ ổn anh Long ơi. Bữa hỏi Long. Giờ bỏ ổn. Bỏ đâu? Ăn không cho nè, bỏ đâu? Không có thằng tiếp hay gọi. Phù cầu các bạn. Hình như chỗ đó có đụng đỉnh đó nha. Cái chỗ đó hư vừa ra. Đang lại chim mà mẹ gọi chi trời. Cứ vợ. Gọi gì cứ vợ hả? Ừ. Ừ, mình sầu. Đang đi bắn chim. Vô mà Long. Vô cái múc lỗ nít. Múc cái lỗ nít nha. Đã. Nước đâu chảy vậy? Nước đâu ra? Nước đâu chảy vậy? Hút hết rồi. Mình đang sợ là sợ cái đụng đỉnh thôi chứ thực ra thì mấy con này không có gì gọi là dơ hết. Mình ăn cái bổi các bạn. Nhớ bóc kỹ nghe anh em, chừng vô hộp nghe anh em. Cái đùi nữa nè. Con anti nó nhỏ mà nó chất lượng. Có mấy trái cà nè, cà ông giặt nè. Quá. Vậy mẹ. Nhóc bò rồi, đang làm chuyện tắt đi xíu rồi lại cho. Gì vậy? À vậy hả? Gì vậy? Đi mèo khóa cửa lại, mèo đã không khóa chút vậy nè. Wow. Đi ra sao khóa chút chân trời. Quá đã. Thôi à, cái gì? Trời ơi kìa. Ủa, biểu không? Trời ơi, cái này kìa. Cưng. Im hết còn đưa trong đó mà trong đi công chuyện rồi tát cái chiếc rồi thôi cho gì được đưa quay cho quay cho trời ơi anh long tay sạch bóc anh Long tu hú mà bụng trắng là hiếm lắm đã. Cái gì ở đây ta vậy tôi cắt đi cắt cái nè quay đứng luôn nè vậy đít mi vậy đít vô đứng quá cái gì vậy không ấy gì vậy có gì rồi mày kêu quá thơm ngon luôn. Ồ còn được cái tu hú bụng trắng các bạn. Ôi. Cái con này thì con này. Thực sự ra là nó rất là hiếm, ít có con nào mà được bụng trắng lắm. Thường nó sẽ đen dần là dắt kìa đừng mũi vô không cái ư nè nè Long ơi em cầm mày Long bên Long sẽ thấy sáng hơn mình anh cầm đây wow. Vô chấm này các bạn ơi nè Long húp nè đâu coi giấy từ nè. Chưa từ nha mời các bạn nha ăn bịa nha các bạn trời ơi trời bụng trắng ở đâu ra vậy con này chẳng ăn bụng trắng cho mày chỉ đã ôi nó thơm ok đã không mấy tạng quá chị đã rồi cái cường nó ăn thấy đã dữ vậy trời trái lông nào bông cái chừng mấy này sao mà nó ngọt dữ vậy ta thế em ăn ngon thiệt trời kéo rồi cho em mượn kéo ơi nè bụng được trắng hai bự không sắp lông sắp trước ra lông sắp đi lông sắp đi đây thứ tôi đây lông sắp trước tôi ăn cho tôi ra đi, cái lưng cái ra hả ôi ăn cái bể đã nhất nắp giờ tới cái đông nè giờ mình ăn cái ức nè đã nữa rớt trái keo ra luôn nè mọi người trời ơi keo ngon nha đừng bỏ nha trời ơi mỡ đúng rồi mùa này nó ăn keo không à keo nữa nha keo nữa đi keo đi bây giờ nóng trắng không không trắng bằng con gường quay lại không các bạn ơi
trắng con cừu này trắng mà dạng như là phiếu luôn, ngon. Ý, cục mỡ ngon. Làm luôn. Để gì luôn. Này luôn, keo đó. Đâu ta? Thì miếng muối vô đi. Còn đâu không có bao tử đâu. Con này bao tử. Nè nè. Đây nguyên cái bộ lòng. Rửa tắt led tiêu người ta. Quay không thấy rõ nè. Đây này các bạn thấy không? Đây là nguyên bộ lòng. Đậm quá giấy. Đậm quá giấy. Mình ăn mình sẽ chừa có câu rồi lại bạn mình cũng từ khúc này nè, nhai vô đây. Là cho nó mềm nó ngon các bạn. Thôi giờ mình cắt luôn đi. Ngắt đi. Ngắt cái hầu câu đó với cục mỡ quốc trước đi. Rồi, lấy cái dầu chua lại, coi được con mái, coi được trứng nữa. Mày sớm nó không? Mày sớm bắn mấy đèn mấy mái vậy? Ba con mái rồi. Ê. Mình đang ăn. Tiếp tục với chương trình ăn bỉa các bạn. Ê. Giờ làm xe ăn bỉa. Đã quá bạn. Nó xanh xanh nữa thấy không? Ok. Ăn trời ơi ăn đã quá bác sĩ ơi. Ngon lành dữ vậy. Bây giờ nó mới béo nè. Béo. Hết biết trong bao trong miệng luôn. Ngày bốn. Ngày được 4 con là thấy vừa đủ ha. Chi tiêu. Béo xong tới giờ còn béo không miệng ta. Vô mọi người. Bộ lòng cũng trắng cũng đỡ anh Cường này. Cái này không? Trùng sướng. Đúng là trà nè. Trà này của anh Sầu. Cái tôi là tôi xin xăm luôn. Ghê hả? Tôi không biết gì ở đây chứ. Sầu chơi nguyên củ luôn các bạn. Tôi xin xăm luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Rớt cái gì vào trường. Anh Sầu ăn bị như ăn sầu vậy. Chơi quốc là nguyên cục luôn. Này không biết gì luôn. Ăn tròn ra. Đã dữ trời. Được, quốc luôn. Hết à, hết rồi không? Hả? Béo quá. Bánh đà hơi bị ngán. Còn con nào nữa không? Được ăn miếng. Ủa mấy cái cây, mày quên nó đâu có cây trọt. Rồi tới đây mình kết thúc video nha anh em. Anh em xem cho mình lượt like, lượt chia sẻ nha anh em. Ok. Rồi tạm biệt anh em. Xem lướt lông nha. Đây là con mình. Ăn mà cắn ngang vậy mà nó mới ngon. Mà con mình hình như cái con anh biểu xíu. Nãy giờ đít nó teo. Cái này còn áo luôn á. Đó không? Đây kết thúc rồi kìa. Kết thúc luôn hả? Ok. Quay rồi bế thêm nha. Rồi, tắt like luôn mọi người. Ăn bể hết trơn rồi, hết ngon rồi, hết gì vui rồi. Chờ chuẩn bị nè.